xin chào các bạn, lại là Trinh đây. Và Trinh đang quay lại với chiếc điện thoại iPhone 12 mini. Một cái chiếc máy mà đã dậy sóng rất là nhiều với một cái viên pin quá nhỏ trong thời điểm hiện tại và cái màn hình cực kỳ nhỏ luôn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là nó có thể nào sử dụng tốt trong cái điều kiện thực tế hay không? Hay đây chỉ là một cái sản phẩm để truyền thông cho nhà Apple mà thôi? Nói chung là trong clip ngày hôm nay Trinh sẽ giải đáp cho các bạn sau 7 ngày mà Trinh ăn nằm dầm về với nó. Và nó có tới 3 sự lựa chọn về bộ nhớ trong là 64, 128GB và cuối cùng sẽ là 256GB. Chi tiết thì Trinh sẽ để một cái đường link ở phần mô tả, các bạn có thể ghé qua tham khảo nhé. Đầu tiên là ở phần pin chiếc máy iPhone 12 mini này là một cái điểm mình biết chắc là nhiều người sẽ quan tâm cực kỳ nhiều luôn. Một viên pin rất nhỏ, 2227mAh, và mình đã có một cái bài test pin thì cụ thể mình để ở cái đường link này, các bạn có thể ghé qua tham khảo. Và trong cái bài test pin đó mình đã có quay phim nè, rồi có xem phim, có chơi game liên tục tù tì luôn, và là mình dày vào nó cực kỳ gắt thì nó sẽ trụ khoảng tầm là 4 tiếng rưỡi tới 5 tiếng. Tuy nhiên trong một cái điều kiện khác mà mình đi trải nghiệm cả một ngày với những cái tác vụ thông thường là mình giải quyết công việc nè, rồi mình chơi game, mình lướt web thôi, thì chiếc máy của chúng ta có thể trụ được tầm khoảng là 7 tiếng 10 phút. Nói chung là sẽ còn phụ thuộc vào những cái tác vụ mà các bạn làm là gì thì nó sẽ ra con số nó khác nhau một chút xíu trên lệch. Nhưng mà mình thấy là nó tối đa được 7 tiếng thì đây cũng gọi là một cái điểm rất là đáng khen của chiếc máy iPhone 12 mini này. Tóm gọn lại, nếu mà nói iPhone 12 mini là một cái chiếc điện thoại chiến binh về pin thì hoàn toàn đây là một kết luận sai. Nhưng mà nếu nói là iPhone 12 mini quá tệ để không thể nào sử dụng được ở phần pin thì mình nghĩ đây là một kết luận cũng quá là vội vàng. Nói chung nếu như các bạn chỉ có cái nhu cầu sử dụng cơ bản và không đòi hỏi cái việc là quay clip, chụp ảnh và chơi game nhiều thì đây vẫn sẽ là một cái chiếc máy rất là phù hợp về phần pin để các bạn có thể sử dụng. Trên mạng thì rò rỉ rất là nhiều thông tin, đó chính là iPhone 12 series năm nay có thể sẽ làm đứt tay người dùng. Nhưng rõ ràng là sau một tuần mà mình trải nghiệm thì mình khẳng định với các bạn là hoàn toàn không có điều này nha, tay của mình vẫn còn nguyên vẹn và không có bị đứt gì hết. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái thiết kế của iPhone 12 mini năm nay. Nó mang một cái xu hướng mới nhưng mà cũng là cũ, và đây là một cái trend thiết kế mà được nhiều fan của táo cực kỳ ủng hộ luôn, bởi vì các bạn cũng biết là cái dòng iPhone 4 và phần iPhone 5 thì đã nhận được rất là nhiều lời khen. Ở phần mặt lưng của chúng ta sẽ được hoàn thiện bằng chất liệu là kính Gorilla Glass bảo vệ chắc chắn cho cái mặt lưng này. Tuy nhiên thì mình thấy có một điểm vẫn khá là đáng tiếc đối với dòng iPhone 12 mini, đó là cái tình trạng bị bám vân tay nè, mồ hôi nè, nó còn rất là nhiều luôn. Không biết là những cái phiên bản sáng màu hơn như là màu xanh lá thì nó có bị nhiều hay không, nhưng với phiên bản màu đen mà mình đang sử dụng thì mình thấy là quá trời quá đất. Tiếp đến thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái logo của nhà táo được đặt ở giữa máy và một cái cụm camera. Thì mình cũng đã so sánh với lại những cái chiếc iPhone 11 thì mình thấy là có vẻ như là cái cụm camera năm nay mặc dù nó cũng rất là mỏng nhưng mà so với lại thế hệ tiền nhiệm thì nó có hơi lồi lên một chút xíu. Nhưng mà cái việc này thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu, các bạn có thể sử dụng ốp để mà bảo vệ cho cái mặt lưng này. Điểm thứ hai đó là nhiều bạn quan tâm về cái phần kích thước của nó có quá to quá nhỏ hay không. Thì đã có một cái sự hiểu lầm xảy ra ở trên clip test pin của mình là các bạn comment là ủa, nó là test iPhone 12 mini mà sao khi quay clip lại là iPhone 12. Lý do là tại vì tay mình nhỏ cho nên là khi mình cầm iPhone 12 mini các bạn cứ tưởng nhầm là mình đang cầm iPhone 12 đúng không? Nhưng mà khẳng định một lần nữa trong clip này là clip đó tôi cầm iPhone 12 mini nha. Thì có nghĩa là cái chiếc máy của chúng ta có một kích thước nhỏ, tuy nhiên đối với những bạn nữ nào mà tay nhỏ nhắn giống như Trinh thì khi mà cầm các bạn sẽ cảm thấy là nó rất là vừa vặn. Đây minh chứng là các bạn sẽ thấy là không biết nó có rớt bể ra đền. Đó, nó có thể nằm trọn trong cái lòng bàn tay của Trinh nên là khi mà Trinh thao tác sử dụng một tay nè, đặc biệt là đối với những cái ngày mà Trinh gấp gáp cần phải sử dụng nhắn tin liên tục nhiều á thì Trinh cầm một tay Trinh vẫn có thể giải quyết được mọi hết những cái tác vụ việc luôn mà không gặp khó khăn gì cả, thậm chí là nó rất là nhẹ không có bị mỏi tay luôn. Cuối cùng là ở những phím bấm vật lý thì năm nay mình thấy là chiếc iPhone 12 mini của chúng ta làm rất là chỉnh chu và trau chuốt luôn, độ nảy cực kỳ tốt khi mà mình sử dụng nó không có xảy ra tình trạng là bị cấn phím. Và bổ sung cho cái ý là nó không hề bị đứt tay, bởi vì là bốn góc của chúng ta thì được bo tròn bo cong nên là nó sẽ rất mịn màng mềm mịn, không có bị đứt tay nha bạn, khẳng định một lần nữa là không thể nào cắt táo được.
Về camera thì các bạn sẽ thấy là iPhone nằm ngoài cuộc chiến là về độ phân giải. Nói chung là iPhone 108 thì cũng mặc kệ, iPhone 64 thì cũng mặc kệ luôn. iPhone vẫn sẽ trung thành với lại cái con số là hai camera sau 12 megapixel và một camera trước là 12 megapixel. Nhưng tổng thể thì các bạn sẽ thấy là những cái chế độ nó cũng không có nâng cấp gì nhiều. Chỉ có một cái duy nhất là khi mà các bạn chụp đêm á thì các bạn có thể chụp được góc rộng mà thôi. Tuy nhiên, mình đi test thực tế lại cảm thấy rất là ấn tượng với iPhone 12 mini này khi mà những cái bức ảnh cho ra nó có một cái sự khác biệt hoàn toàn, đem đến một cái khả kiểu như là cái cảm giác nhìn nó cực kỳ đã về phần màu sắc cũng như là khả năng mà nó chụp thiếu sáng và ngược sáng. Cụ thể như sau các bạn xem nè. Ở chế độ chụp thường thì mình thấy là những cái bức ảnh cho ra nó có một cái chất lượng cực kỳ cao luôn. Độ chi tiết thì rất là sắc nét. Nói chung là với iPhone thì không phải bàn cãi về cái điểm này rồi. Dải màu thì nó rất là rộng và chân thực nè. Và chúng ta cũng nhận ra là những cái chiếc điện thoại flagship khi mà chụp mà đủ sáng á, thì nó xuất sắc sẵn rồi, không có gì phải bàn đến. Còn trong cái điều kiện cắt gao hơn là thiếu sáng thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong bức ảnh mình chụp ở đây á, điều kiện trời nó tối nè, nhưng mà cái bức ảnh cho ra chất lượng nó cực kỳ là tốt. Tuy nhiên do không có được trang bị thêm cái cảm biến LiDAR như là trên dòng Pro hoặc là Pro Max, cho nên là bạn nào mà chúng ta kiểu là khó tính và xăm soi á thì các bạn sẽ cảm thấy là có hơi phần bị hụt hơn so với lại hai người anh. Nhưng mà tổng thể cái bức ảnh này thực sự là nó quá đẹp về phần tối ưu màu sắc cũng như là độ chi tiết trên đây, là một bức ảnh nó đẹp tuyệt vời. Và đến với chế độ chân dung thì mình thấy là máy nó có một cái khả năng xử lý rất là tốt nè. Bức hình hiện lên cực kỳ xuất sắc luôn. Từ các chi tiết, hiệu ứng bokeh đều rất là mượt mà và nó không hề bị lệ một tí nào ở chủ thể cả. Ở phần hậu cảnh ở đằng sau thì mình thấy là nó được tách biệt rõ ràng một cách rất là liền mạch. Nhìn chung thì mình đánh giá khá là cao ở cái chế độ chụp ảnh chân dung trên cái chiếc máy iPhone 12 mini này. Tiếp đến là phần selfie thì nó sẽ không có chạy đua giống như là những cái mẫu smartphone Android khác. Ở iPhone thì nó sẽ vẫn luôn giữ được cái tinh thần là chân thực nhất có thể. Và bức hình selfie mình chụp ra thì các bạn sẽ thấy là nó có một độ chi tiết rất là rõ nét. Khi mà mình zoom tận lên rất là to như thế này thì mình vẫn có thể thấy được các vết tàn nhang của mình. Thật buồn khi mà các bạn thấy được những cái vết này. Nhưng thôi, mình sẽ là một người chân thực để cho các bạn thấy. Và chất lượng ảnh thì mình thấy nó khá là tốt nè. Dải màu rộng, đặc biệt là màu sắc nó cực kỳ nịnh mắt. Và chúng ta có thể selfie xóa phông nữa nha. Đến có khả năng quay video thì thật sự là mình quá là bất ngờ luôn. Ngày hôm đó là mình đi quay cùng với những anh em trong team và có cầm cả iPhone 11 Pro Max để mà so sánh nữa. Thì iPhone 12... quá đỉnh, xử lý chống rung rất tốt, mượt mà luôn. Và cái khả năng thu âm cũng cực kỳ cao nha. Kèm theo đó thì mình thấy là cái khả năng lọc âm cũng như là những cái tạp âm bên ngoài đã được hạn chế tối đa. Và cuối cùng đó chính là về phần màu sắc khi mà quay phim. Các bạn sẽ thấy là những cái dải màu nó hiển thị một cách rất là rõ rệt, tách bạch và nịnh mắt cực kỳ. Bạn nào thích quay vlog thì mình nghĩ là không cần phải tốn thêm cái thiết bị nào hỗ trợ đâu. À, con này có thể quay được ba cháy bù chiếc. Tuy nhiên có một cái điểm khá là đáng tiếc, đó chính là tất cả iFan đều mong đợi là năm nay iPhone 12 series sẽ có một cái tần số quét cao hơn ở màn hình. Nhưng mà thực tế thì nó không có như vậy. Và cái trải nghiệm của mình với một cái màn hình hơi bị thiếu sót một chút xíu này thì nó hoàn toàn là không ảnh hưởng. Bởi vì các bạn cũng biết rồi, iPhone thì luôn luôn xử lý mọi tác vụ rất là mượt mà và hoàn toàn không xảy ra cái tình trạng giật lắc nào cả. Thế vào đó thì chiếc máy của chúng ta ở phần màn hình sẽ được phủ thêm một cái lớp bảo vệ là ceramic, cho nên là cái độ bền và chắc chắn của nó khá là cao. Thật ra thì mình cũng muốn thả rơi nó từ trên lầu thả xuống để xem là cái màn hình này sức bền bỉ nó như thế nào. Nhưng mà bởi vì mình không có tiền nên mình không có dám làm như vậy. Mà trong quá trình mình sử dụng, mình chỉ có kiểu là sử dụng như một cái người dùng bình thường, đó là gõ mạnh vào nè, rồi thậm chí là mình để trong túi xách có cả chìa khóa, có cả những cái đồ make up của mình để xem là cái độ bền bỉ của cái màn hình này ra sao. Thì kết quả là nó bền lắm các bạn, nó chưa bị gì hết. Nói chung là mình chưa có bị đền về cái phần màn hình này thì các bạn cũng biết là nó bền thế nào đúng không? Còn thực tế ở ngoài đời ai xài iPhone mà thả rơi từ trên lầu thả xuống đâu. Và tiếp đến thì chiếc máy của chúng ta mặc dù là phủ một cái lớp như mình đã nói rồi là lớp phủ ceramic, nhưng mà bởi vì cái tấm nền OLED cho nên là khi mà các bạn nhìn với nhiều góc khác nhau, ngang dọc xoay đủ hướng luôn thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái chất lượng hiển thị cũng như là cái màu sắc dải hiển thị trên đây. Và cuối cùng thì nhiều bạn sẽ quan tâm, đó chính là cái màn hình nhỏ như vậy thì chơi game có ok la hay không đúng không? Kết quả thì mình trả lời thẳng thắn với các bạn một điều là
nó sẽ không có ok la khi mà chơi game đâu nha. Tại vì bình thường khi mà các bạn chơi game với những chiếc smartphone hiện nay thì ít nhất là các bạn cũng sẽ chơi game trên những cái màn hình là 6 chấm mấy inch đúng không? Thì là cái tay nè, rồi những cái phím chức năng chúng ta đã quen với những cái thao tác như vậy rồi. Và đột ngột chúng ta đổi xuống một cái chiếc điện thoại 5.4 inch thì chắc chắn là những cái vị trí, những cái thao tác phím đó nó sẽ hoàn toàn thay đổi và nó đem đến một cái cảm giác trải nghiệm là không mấy thoải mái cho các bạn. Tuy nhiên người ta nói là chúng ta sẽ mất khoảng tầm 21 ngày để các bạn có thể hình thành một thói quen. Cho nên là bạn nào mà cố chấp chơi game trên iPhone 12 mini thì các bạn cứ cố lên. Tới ngày 22 thì mình nghĩ là các bạn sẽ quen việc chơi game trên cái màn hình này thôi. Vậy là bây giờ sẵn tới phần chơi game cho nên là mình sẽ nói thẳng luôn tới cái phần cấu hình của chiếc máy chúng ta. Mặc dù đây là cái phiên bản thấp bé nhẹ cân nhất trong cái dòng iPhone 12 series năm nay nhưng mà Apple cũng rất là mạnh tay chi cho cái nội lực bên trong của em nó khi mà sở hữu con chip là Apple A14 Bionic và chúng ta sẽ có 4GB RAM đi kèm với đó là 3 sự lựa chọn về bộ nhớ trong 64, 128 và 256GB. Và đây là cái con chip được sản xuất trên tiến trình 5 nanomet đầu tiên được thương mại trên thế giới và cái sức mạnh bên trong thì không phải bàn cãi, dường như là như một chiến binh mạnh mẽ, không có cái gì mà có thể cản trở nó được hết. Cụ thể là mình đã có test game cho các bạn những cái tựa game mà mạnh mẽ nhất hiện tại mình test luôn. Và trước đó ở trong clip test pin thì mình đã nhờ cái thằng em cũng đẹp đẹp trai trai của mình chơi thử cái tựa game Liên Quân Mobile thì mình thấy là nó chia sẻ rất là bất ngờ trước khả năng xử lý mà máy đem lại. Và thực tế khi mình kiểm chứng lại một lần nữa thì mình phát hiện nó không có nói dối mình. Và mình cảm giác là nó không hề bị giật lắc một tí nào cả. Mặc dù cái setting thì mình đã để ở cái mức là cao nhất luôn, nhưng mà có vẻ là không có làm khó được cái chiếc máy này đâu nha. FPS của máy thì sẽ luôn ổn định ở cái mức là 60fps. Và qua đến cái tựa game nặng hơn, đó là PUBG Mobile, thì mình cũng sẽ để ở cái mức setting cao nhất để coi là có bị làm khó không đây. Kết quả chơi của mình thì thấy nó rất là mượt mà, ổn định trong cái mức là 60fps. Và nó hoàn toàn là không có một cái hiện tượng nào giật giật hoặc là lắc lắc xảy ra. Thậm chí là những cái pha khó như là nhảy dù hoặc là những cái pha mà kiểu bắn liên thanh tung chảo luôn, mình vẫn bắn người ta tung chảo được. Mặc dù là không có những con số như là 8GB RAM, 10GB RAM hay là 12GB RAM giống như là nhà Android, tuy nhiên các bạn cũng biết là iPhone 12 iPhone luôn thì chúng ta có hệ điều hành là iOS, cộng hưởng với đó là 4GB RAM trên chiếc iPhone 12 mini này thì hoàn toàn là cái trải nghiệm đa nhiệm của mình, không gặp bất cứ một cái khó khăn hoặc là giật lắc nào cả. Thậm chí là mình đã bật rất là nhiều những ứng dụng chạy ngầm luôn mà nó vẫn xử lý tốt và nó không có tình trạng là phải bị load lại những cái ứng dụng, trong đó có cả những cái tựa game nặng. Ok, bây giờ thì tóm gọn lại là iPhone 12 mini sẽ có những ưu và khuyết điểm nào và ai nên sở hữu nó. Trước tiên về ưu điểm thì chiếc máy của chúng ta sở hữu một cái thiết kế quá đẹp, nó hoàn thiện hơn và nó chỉnh chu hơn so với lại người thế hệ tiền nhiệm trước đó là iPhone 4, iPhone 5, đó là chuyện đương nhiên rồi. Tiếp theo là chất lượng hiển thị của cái màn hình này với tấm nền OLED và độ phân giải là Full HD cộng. Và tiếp đến đó sẽ là một cái cấu hình quá là mạnh mẽ luôn. Thậm chí là bây giờ nếu mà nói là tìm một cái đối thủ để chọi lại cái con chip A14 thì cũng rất là khó để có thể tìm ra một đối thủ nào mà ngang sức với nó trong thời điểm này. Và về phần khuyết điểm của chúng ta, đương nhiên chắc chắn phải nhắc đến đó là viên pin của nó quá bé nhờ, bé thế. Và tiếp theo thì sẽ là cái việc mà nó bị bám vân tay, mồ hôi, cho nên là cái điểm mà sang trọng tinh tế nó sẽ phải bị trừ mất đâu đó là 5-10 điểm đó cho cái phần mà bám vân tay mồ hôi này. Và cuối cùng là ở phần camera, mặc dù là chụp rất là đẹp, tuy nhiên nếu mà so với lại những cái người đàn anh tiền nhiệm trước đó là iPhone 11 Pro hoặc là iPhone 11 thì mình thấy là nó không có nhiều sự cải tiến. Vậy thì tóm gọn, iPhone 12 mini sẽ phù hợp với ai? Mình nghĩ nó sẽ phù hợp với những cái bạn nào mà chúng ta làm kiểu đi làm văn phòng doanh nhân nè, không có sử dụng điện thoại nhiều cho những cái nhu cầu về giải trí hoặc là giải quyết công việc, các bạn chỉ sử dụng nghe gọi và làm nó như một cái món phụ kiện sang chảnh thôi, thì iPhone 12 mini rất là tuyệt vời, bởi vì các bạn đã có laptop, iPad để các bạn sử dụng những cái tác vụ khác rồi. Còn nếu như bạn nào mà sử dụng điện thoại là chính là một cái thiết bị công nghệ phục vụ hết tất cả những cái nhu cầu chơi game, lúc web, giải trí, làm việc luôn, thì mình nghĩ là iPhone 12 mini về viên pin và về cái độ lớn màn hình đó, nó sẽ không đủ để đem đến cho các bạn cái cảm giác là trải nghiệm tuyệt vời chứ đâu. Mà lúc này các bạn sẽ cần cân nhắc lên những chiếc điện thoại ở phía trên như là iPhone 12 hoặc là iPhone 12 Pro hoặc là iPhone 12 Pro Max nếu các bạn có tiền. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn, xin chào các bạn. Riêng mình thì nếu như mà mình có nhiều tiền, mình vẫn sẽ chọn một iPhone 12 mini nha, tại vì nó nhỏ, nó xinh quá mà. Bye bye.